Mì sợi rồi mà còn có phô mai kéo sợi nữa, chịu sao nổi. Thêm mấy cái cục mochi kem béo ngậy nữa. Không có lạnh đâu ha, không có lạnh gì trơn á. Lần đầu tiên nói dối mà lạnh sống lưng nổi da gà chảy nước mũi luôn á. Nhìn quay clip mình nghịch nghịch vậy thôi chứ bên ngoài mình ngổ nghịch thiệt. Suốt ngày cứ cười cười nói nói, người ta tưởng mình bị ngáo không à. Với cái thời tiết này mà mở miệng ra khói thì bình thường như cân đường hộp sữa. Giới thiệu đây là cái khu phố ramen cổ rất là nổi tiếng ở vùng Sapporo. Lâu đời lắm rồi đó, tính bằng niên đại đó. Nói giỡn thôi, mình không có biết chính xác bao nhiêu năm nhưng mà truyền thống xa xưa lắm rồi. Có một điều mình rất là nể mấy cái quán ăn ở bên đây là toàn là mấy cái quán nhỏ nhỏ, chỗ ngồi chừng 7-8 người thôi. Rồi cũng chỉ có duy nhất một người nấu bếp phục vụ dọn dẹp đó. Xưa hay giỡn giỡn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi là vậy. Ramen thôi, vẫn là ramen thôi, nhưng mà lần đầu tiên ăn có phô mai. Bởi nên cái thứ tự ưu tiên trong cái bảng ăn uống của mình là béo. Hỏi sao thấy món nào có phô mai là nhất định phải ăn. Nói phải khen chứ cái tô mì này xuất sắc quá chèn đét ơi. Đó giờ nhắc tới ramen ai cũng sợ mặn. Nhưng mà thú thiệt nha, cái nước dùng này quá đỉnh cao rồi. Không hề mặn chút nào luôn mà còn có thêm phô mai nữa, vừa béo vừa thơm. Tổng thể cái vị tô mì này rất là hài hòa nhẹ nhàng. Có điều là cái phần này không có thịt đâu, mình kêu thêm thịt đó. Sợi mì dai thơm, hơi hơi giống giống với cái sợi mì trứng ở mình. Tự vì cái sợi mì nó quá ngon rồi cho nên cảm tưởng ăn không mì cũng ngon. Đặc biệt nha, ramen người ta rất là thích ăn với lại cái loại thịt cha siêu này nè. Đa số mấy cái miếng thịt này cắt mỏng dánh dành danh. Với cái sức gió của cơ miệng thì thổi lên tường chắc cũng dính á. Thịt kiểu này hình như người ta kho rục rồi. Ăn nó có hơi mặn mặn thôi nhưng mà phần thịt với mỡ nó mềm tan luôn. Nói tới nói lui, cái điểm mê nhất của cái tô mì này vẫn là nước lèo. Nhìn cái tô khúc này là biết uy tín rồi. Chưa dừng lại ở đó, trên đường đi về nhà mình quyết định tậu thêm hộp bánh. Thường bánh kẹo của 7-Eleven thì giá nó hơi nhỉnh hơn một tí. Như cái hộp bé bé này là khoảng 60 xiên tiền Việt. Theo đánh giá chủ quan của bản thân mình thì đồ ăn ở trong 7-Eleven là ngon nhất. Như cái hộp bánh mochi em bé này nè, có 5 cục mochi dẻo dẻo dai dai nhỏ xíu như mấy viên ỉ á, mà có thêm lớp đậu đỏ, lớp kem béo, nó ăn đê mê lắm. Tưởng tượng hòa quyện ở trong miệng mình là bốn tính chất béo, dẻo, dai, ngọt. Dám đưa thêm vài hộp nữa là quất láng hết luôn.